Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay buổi sáng sớm, Tùng Nguyễn lên đường rất là nhiều sản phẩm Azay cho tất cả các bác khách và đẩy cho tất cả các bác khách ở trên mọi miền Tổ quốc. Đó là những dòng đẩy chính hãng của công ty BS. Đó là một dòng đẩy mã của nó là DK650, 650W trên một kênh, chạy mạch Club H. Hôm nay Tùng Nguyễn giao thợ 4 con này đẩy BS DK650. Hàng chính hãng của công ty, nguyên đai nguyên kiện, kẹp chì các bác nhé, nguyên đai nguyên kiện, model của nó là DK650. Hôm nay Tùng Nguyễn giới thiệu cho tất cả các bác mẫu mặt hàng, đó là nên dựng thùng array đơn 30 hoặc là mẫu thùng full đơn 30 từ neo. Nếu các bác sử dụng mà full đơn mà sử dụng đánh karaoke gia đình, đánh phân tần mạch màu vàng và tép neo cùng 4 và bát neo hoặc là bát neo này đấy, còn các bác sử dụng và array đôi hai bát một tép thì có thể sử dụng một trong hai cặp bát này. Mẫu thì em giới thiệu cho tất cả các bác, đó đều là hàng xịn sò của nhà máy. Đầu tiên em giới thiệu là một con bát 30 neo bi của Jaxo này, một đôi bát 30 neo của Hewell hàng chính hãng này, một đôi tép neo DE 900m hàng thau của nó bằng kim loại và thau đồng ở chạy viền, một đôi phân tần hàng chính hãng của công ty ZT có cả mạch chống cháy tép này, một đôi phân tần BL-3 này, một đôi đánh hai bát một chép này. Khi đánh dây đôi hai bát một tép thì đánh con phân tần Pro F2528 này. Và nếu các bác thích mà bộ phân tần có mặt chống cháy tép như bộ này thì sẽ có mà full đơn và full đôi đều có bộ. Nếu full đơn thì là ZT-10, còn đâu nếu mà full đôi thì ZT-12. Còn bộ này thì sẽ có Pro F1518 và Pro F2528 thì đều là full đơn và full đôi. Thì hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio sẽ review cho tất cả các bác xem mẫu mặt hàng, chất lượng ở bên cửa hàng. Đã dùng rồi là sẽ nhớ mãi đến Tùng Nguyễn Audio. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin giới thiệu cho tất cả các bác là một cặp tép neo. Đang mổ nó ra, thau của nó bằng cái cối của nó bằng kim loại và nó được bọc một cái thau đồng ở viền ở đây, viền thau đồng ở đây. Tiếng tép của con này rất là nhuyễn và lầy. Tép này thì có mã của nó là DE 900m. Cốc của con tép là cốc nhôm. Màng của nó thì là màng titan chạm nhún màu vàng, côn dây dẹt. Tiếng con này hay lắm các bác nhá. Với dòng sản phẩm này, đây là một dòng sản phẩm chất lượng cao cấp, có mã là DE 900m, tép neo bi, bích của nó cực dày luôn. Tép này đắt nhất trong tất cả các dòng loại tép của China. Nếu các bác chơi hàng chất lượng thì chơi ngay cho em con này. Còn đâu trong ba cái mẫu này thì mẫu này thì là mẫu ZT-10, đó là mặt hàng cao cấp của bên cửa hàng. Thì mẫu này thì nó sẽ có nhiều bác khách hỏi mẫu nào hay. Mẫu đều những là cái mẫu mà em tuyển chọn đều chất âm ra giải tép và giải bát rất là hay. Nếu các bác sử dụng bộ mạch này thì có mã là BL-3, chạy hai chở nhôm và rất là nhiều tụ để xử lý tép và bát. Nếu các bác sử dụng mẫu mạch này thì nó cũng chạy ba chở nhôm và một bóng cầu chì để chống cháy tép. Mẫu này thì nó không lắp cầu chì nhưng mà nó sử dụng con tụ ở đây để chống cháy tép, tụ vàng này này, tụ nhỏ này và hai chở nhôm. Còn mẫu này thì nó sử dụng nguyên cả một bộ mạch chống cháy tép rời đi cùng với cả mạch hai con chở nhôm và sò với cả IC rất là nhiều. Rồi là tụ của nó thì nó không khác, không giống như các bọn này. Tụ của nó là màu bạc và trắng sữa. Mỗi dòng nó sẽ có một cái kiểu khác nhau, đó là hãng. Nhưng các bác sử dụng bộ mạch nào cũng đều hay, vì những mẫu mạch này bên Tùng Nguyễn Audio đã tuyển ở tại đại lý cửa hàng công ty của bên China. V kép là bát, VT là tép. Phân tần này thì đó là mã ZT-10, đó là full đơn. Còn nhà em có mã nữa là ZT-12 là full đôi. Full đôi thì nó sẽ giống như này. Đây full đôi đây, đánh hai bát một tép thì đánh con Pro 2528 này hoặc là con ZT-12. Chạy V kép 1 là bát này, V kép 2 là bát, T là đường tép, in là đường vào. Phân tần nó cực khủng. Phân tần cực khủng này cho tất cả các bác đi làm loa sân khấu đánh trong cái thời gian cực dài, độ bền cao và tiếng ra rất là êm và tép nhuyễn. Còn phân tần này có mã là BL-3, đánh tép cũng rất là hay. Loại này là full đơn, một bát một tép các bác nhé. Đấy, các bác sử dụng cho em nếu mà cứ giải tép khủng thì các bác chơi cho em các bộ mạch phân tần như thế này. Còn nếu mà các bác chơi các dòng tép côn 4 như tép neo của BNC như này, nắp nhôm và côn cũng dày dẹt, thì các bác sử dụng cho em bộ phân tần có mã là BL-2, chạy hai chở nhôm. Đấy, tụ màu trắng sữa và bóng cầu chì nhiều nhé. Phân tần mạch màu vàng, mạch bảng mạch, bảng mạch fit cứng cáp, có mã là BL-2. Hôm nay em đi với những sản phẩm này thì có mấy bác khách nên bốn tay array. Đấy, có bác thì nên array đôi, có bác thì nên array đơn.
Còn đâu về cái mạch về phần bát này, bát neo bi của Lexo này, với cái cấu hình này màng của nó sơn dầu nhưng mà sơn màu đen mờ, gân hai gân. Con bát này là con bát huyền thoại của bên cửa hàng Tùng Huy Audio. Đó là dòng bát neo bi xương Lexo, tiếng của nó hay lắm các bác nhá. Con này thì củ từ của nó thì cực lớn, bi của nó cực dày. Đấy, bích trên bích dưới rất dày. Hàng đẹp long lanh như tờ tranh. Côn 76 các bác nhìn nó long lanh nhưng mẫu bát mà Tùng Nguyễn nhập xịn sò và chất lượng. Côn của nó côn phíp, chịu nhiệt cực tốt. Nhện màu vàng, hàng nhập của nhà máy Xin Sinh. Đây là hàng nhập nhà máy của Xin Sinh, tên của công ty là Xin Sinh. Còn tên của công ty này, công ty bát neo này là Hewell, hàng chính hãng của công ty Hewell. Thế chuyển sang cái đôi bát này các bác nhé. Chuyển sang cái đôi bát này. Con này là neo niền khối, lực nam châm của nó rất là mạnh. Bít thép 7 màu, đít bát có 8 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Xương nhôm đúc, hàng chính hãng của công ty Hewell. Đấy, hàng chính hãng của công ty. Những sản phẩm hàng chính hãng như này thì các bác nhìn về hình thức độ led của nó rất là cao. Nó làm một cái viên nhựa ở đây, đó là một cái lỗ, có các cái lỗ thoáng này để cho khí nóng ở trong côn nó sẽ thoát qua các cái này. Nhện màu vàng, cổ keo đánh keo nhện. Dầu của nó được bọc dây điện từ ngoài vào trong. Hàng cực kỳ là xịn sò. Nhưng bộ này sẽ cho ra giải lời sáng các bác nhá. Các bác đánh a dây, bộ này sẽ vận chuyển nhẹ và đánh công suất cực lớn và tiếng hát sẽ nhẹ. Con này gân vải tẩm dầu 3 gân. Con này bát của nó cũng tiện, bát là cái như này. Nó làm theo kiểu là lạ xương thôi. Nhưng mà bát của con này là hình tròn. Các bác lưu ý con này là hình tròn. Còn con này mới là, nếu mà bình thường thì nó sẽ khác điểm bắt ốc với các loại thay thùng này. Thì con này là dáng xương của Lexo. Đấy, con này là cũng màng đen mờ và đều là hàng cái loại hàng mà nó in thẳng vào màng luôn, nó nhập các bác. Thì hôm nay cửa hàng Tùng Huyết Audio review cho tất cả các bác mẫu loa sự kiện đánh a dây và các bác chơi karaoke gia đình với những loại bát chất lượng như này. Các bác hát thì đúng như là ca sĩ luôn. Và hôm nay cửa hàng Tùng Huyết Audio xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác cảm thấy mà hàng của em chất lượng, nhớ like và ủng hộ kênh và theo dõi và chia sẻ ủng hộ kênh của Tùng Huyết Audio. Và hôm nay Tùng Huyết xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.